Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thành Được. Bây giờ là 17 giờ 57 phút. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023. Đã sắp 6 giờ tối. 17 giờ 57 phút ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023. Video này thì được gửi đến anh Nguyễn Công Huệ ở địa chỉ hẻm 35 Nguyễn Văn Ninh, Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk. Và sản phẩm anh ấy đặt bên Thành Được là chiếc lò chiên ông dầu K-Pen K15 bản cộng suất EU, 9 phụ kiện và 5 món ốc trên trục quay Inox 360. Với chiếc này Thành Được bảo hành chính hãng cho anh 24 tháng, lỗi lần suất 1 đổi 1 trong 30 ngày. Thì cũng là đơn cuối cùng trong ngày hôm nay. Thành Được cũng đang gấp rút để bọc và gửi đi cho anh. Và trước khi gửi đi thì Thành Được cũng cố gắng quay lại cái video để lưu giữ cái kỷ niệm này, cũng như là qua cái video này nó cũng sẽ là một cái minh chứng cho sản phẩm chất lượng chính hãng, uy tín, cũng như chế độ dịch vụ bảo hành sau bán hàng và cũng như giá cả vân vân. Và để sau này thì nếu sản phẩm có bất kể một lỗi nào mà Thành Được làm việc mà không có trách nhiệm thì anh có thể dùng cái video này để đối chiếu cái chất lượng sản phẩm, cái uy tín cũng như là cái giá cả so với các hàng trên thị trường về chất lượng, về uy tín sau bán hàng cũng như dịch vụ bảo hành. Và cái chiếc đơn hàng vừa rồi gửi về cho chị Hương ở Đông Hải, Hải An, Hải Phòng thì đã vừa mới bọc xong. Thành Được cũng mới bỏ ra cái chiếc này ra. Anh Công Huệ cũng mới điện cho Thành Được để đặt chiếc lò chiên ông dầu K-Pen này, và Thành Được cũng mới bóc ra để kiểm tra. Còn trước đó là chiếc của chị Hường ở Hải Phòng thì cũng vừa bọc xong. Còn một chiếc của một bác ở Long Biên cũng đang chuẩn bị để bọc nốt. Và một chiếc của chị ở Cao Bằng. Hai sản phẩm này thì bác và chị xin phép giấu tên, cùng với chiếc nồi cơm Media hay được gửi về Nghệ An. Thì Thành Được đang cố gắng bọc lốt trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay để kịp cho đơn vị vận chuyển họ đến giao hàng. Đấy, video này thì anh Công Nghệ có thể lưu giữ lại làm kỷ niệm và để đối chiếu cho sau này nếu như sản phẩm bên Thành Được không phải là hàng chính hãng cũng như là uy tín, trách nhiệm sau bán hàng. Video này nó cũng là một cái giấy bảo hành online. Đấy, ngoài tem phía bảo hành của hãng ra, đây, phía bảo hành của hãng này, phía bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên, catalog đi kèm và dán trực tiếp trên máy, một cái tem bảo hành nữa, đều công khai địa chỉ số điện thoại để anh có thể liên hệ. Nếu lỗi sản xuất đổi trả 1 đổi 1 trong 30 ngày, trong 2 năm bảo hành thì Thành Được sẽ có trách nhiệm. Và hết 2 năm bảo hành thì Thành Được vẫn cam kết là hỗ trợ thay thế sửa chữa trọn đời linh kiện máy. Thì phụ kiện của chiếc K-Pen bản xuất EU, bản xuất Âu này được đã nói rất là nhiều rồi, 9 phụ kiện bao gồm này, trục quay 360 này, 3 vỉ chiên, 1 vỉ chiên thanh inox dày, 1 vỉ chiên mắt mau, tay gắp đồ tránh bị bỏng, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn, lồng quay 360, 2 cái ghim để quay gà vịt nguyên con. Thì các cái con ốc đã được lắp sẵn trong cái ghim này và một con ốc nẻ ở trong đây để lắp vào cái lồng quay này. Chúng ta sẽ lắp sau vì nó sẽ có một cái silicone để tránh cái quá trình vận chuyển nó bị xước trong xước lòng nồi. Thì khi nào về nhận hàng anh sẽ tháo cái silicone này ra và chúng ta sẽ lắp cái ốc này vào. 10 cái que xiên, cái catalog, lồng quay, giỏ chiên sâu lòng. Và trong cái giỏ chiên này Thành Được đã nhét cái quà tặng khuyến mãi là bình xịt dầu vào trong. Cái tay giữ khoảng cách giữa máy và tường thì trong một tay này sẽ Thành Được đã nhét vào hai cái bật lửa. Còn đâu thì đũa, Kodia và cái quạt gà thì Thành Được sẽ để bên ngoài. Và lát nữa thì sẽ cho hai cái vỉ inox này lắp cái trục quay 360 xiên thịt vào trong cái lồng quay này. Bao gồm lồng quay sẽ có này, cái bộ xiên nướng thịt gà vịt này cùng với ba con ốc ở trong này này. Hai cái vỉ nướng inox của bộ quay BBQ này. Và trong này nó sẽ có hai con ốc nữa rồi này. Tổng là đủ 5 con ốc này. Cái tay chống máy này.
và hai bật lửa này. Và khuyến mãi sẽ tặng vào trong tất cả trong cái lồng quay 360 này và đóng lại. Đấy, còn bên trong nồi thì sẽ nhét vào vỉ chiên, sâu lòng, khay hứng dầu, rồi thì xiên que thịt. Đấy, bật máy cắm điện, ghim điện này. Đấy, đèn đã sáng, điện đã lên, máy đã chạy này. Đấy, lòng lồi này, tất cả mọi thứ ok này. Chống dính này. Khay hứng dầu này. Đấy, bản này là bản xuất EU 9 phụ kiện. Đấy, đủ tất cả 9 phụ kiện và máy đã hoạt động. Đấy, ok hoàn hảo. Thì sẽ đóng lại và gửi cho anh. Và cũng mong tất cả mọi người trong thời gian này thì được đang sang sửa lại kho xưởng để mở rộng thêm, cơi lưới thêm. Cho nên sẽ không thể ra được video thường xuyên cũng như là quay chụp để gửi mọi người. Do đó mong ông bà, cô dì, chú bác và anh chị em hết sức thông cảm. Những ai mà yêu cầu quay video test máy này, hoặc là chụp lại hình ảnh sản phẩm này, thì Thành Được cũng rất là bận. Cho nên là cũng chỉ tranh thủ được thôi. Mong mọi người thông cảm. Nhưng mà mọi người thì an tâm tuyệt đối rằng hàng trước khi gửi đi thì đều được tháo ra và cắm điện để kiểm tra. Thế sau đó là dán tem bảo hành. Đấy, đầy đủ các loại tem giấy rồi kiểm tra rất là kỹ càng. Đóng gói rất là cẩn thận như thế này. Đóng gói cực kỳ cẩn thận. Nên mà mọi người nhận hàng thì vẫn cần phải bóc ra để kiểm tra, bật lên chạy thử ok. Thì chúng ta mới thanh toán cho shipper để tránh cái quá trình vận chuyển nó có ảnh hưởng đến máy. Thì chúng ta cứ kiểm tra cho nó an toàn. Thế còn thực tế ra thì Thành Được đã kiểm tra rất là kỹ và đóng gói rất là cẩn thận. Cái tỷ lệ mà bị lỗi trong quá trình vận chuyển thì nó cực kỳ hiếm. Cho nên mọi người thì an tâm tuyệt đối. Và nếu như có lỗi trong 30 ngày đầu, Thành Được sẽ một đổi một trong 30 ngày đầu. Cho nên các bác phải an tâm tuyệt đối về cái lỗi. Thì trong 30 ngày đầu cứ có lỗi là đổi một đổi một, hàng sẵn kho sẵn số lượng. Cho mọi người thì an tâm. Và nếu bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội để xem hàng cụ thể, đặt hàng, để lại địa chỉ, số điện thoại và nhận hàng để kiểm tra, bật lên chạy thử. Và nếu như nhà các bác, các bạn có ai cũng trong ngành nghề buôn bán điện tử điện lạnh hoặc là hàng xóm láng giềng thì có ai là thợ sửa chữa thì các bác, các bạn có thể nhờ họ kiểm tra thẩm định máy. Thành Được làm việc uy tín và với cái phương châm là thượng tôn pháp luật, cho nên là rất là hoan hỉ anh em thợ trong ngành, trong nghề kiểm tra thẩm định chất lượng máy. Nếu phát hiện hàng bên Thành Được là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Thành Được chịu hoàn toàn trách nhiệm và tặng miễn phí cái sản phẩm này cho các bác, các bạn 100%. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu quan tâm các sản phẩm thiết bị điện, xin đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào chuông thông báo. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được qua số điện thoại 094 987 3111, Zalo 097 280 2081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email Thành Được 28071992a@gmail.com. Thành Được rất hoan hỉ nếu như mọi người đóng góp ý kiến thực tế, những cái trải nghiệm trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ bên Thành Được, những điều nào mà cảm thấy tốt và những điều nào chưa tốt thì cũng xin mọi người góp ý chân thành để Thành Được tìm ra được những cái khuyết điểm, hoàn thiện tốt hơn trong một công việc, tìm những sản phẩm tốt hơn, giá thành hợp lý hơn và cái khâu chăm sóc, bảo hành, sửa chữa dịch vụ được chu đáo nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Thành Được với phương châm thành tín, coi uy tín quý như sinh mệnh, thành trong thành thật trung thực, tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm. Thành Được nói được làm được.